Ông vừa mới có nhắc tới một cái chi tiết là ý dân. Thì ở trong cái bài phát biểu vừa rồi của ông ở trong Quốc hội đó, thì chúng tôi cũng có để ý là ông nhắc đi nhắc lại cái ý dân, làm cho dân hiểu, làm cho dân biết rất là nhiều lần. Và cái liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông cho biết là cũng không cần thổi phồng, nhưng cũng không là đặt là chuyện nhỏ quá. Và ông đi tới kết luận là phải chăng chúng ta đã quan tâm quá nhiều tới vấn đề trên bàn hội nghị mà lại không quan tâm tới ý dân. Nếu mà cái điều đó đúng đó, thì ông nghĩ vì sao là ý dân chưa được quan tâm đúng mức trong những cái vấn đề liên quan tới Biển Đông? Công cuộc đổi mới chúng tôi là để xóa bỏ cái bao cấp. Cái xóa bỏ bao cấp trên vật kinh tế thì ta thấy rất rõ, và nó cũng mang lại những cái hiệu ứng rất là tích cực. Nhưng cái bao cấp về tinh thần ấy, thì đấy là một cái điều hơi không dễ dàng tí nào cả. Rõ ràng trong thời kỳ chiến tranh, cái ý chí của những người lãnh đạo là rất quan trọng, nó rất quyết định. Công khai hay bí mật, nhưng để Nhật đặt cái mục tiêu là chiến thắng, thành công thì cái điều đó rất rõ. Nhưng trong xây dựng hòa bình, nó đụng chạm đến tất cả mọi người dân, mà rõ ràng là người càng ngày người ta cảm thấy cái vai trò người dân là quan trọng. Ở đây không phải là người dân cứ gọi là tham gia vào ý kiến, mà nó có cái hệ thống, những cái cơ chế để cái ý kiến người dân nó có thể đến được với nhà nước và nhà nước có thể tiếp nhận nó. Ở đây Việt Nam phải nói cái chế độ nhà nước Việt Nam này có thuận lợi rất lớn, là những cái nguyên lý đó nó có truyền thống dân tộc rồi. Và hơn nữa, nếu chúng ta đọc lại những cuốn sách, những bài viết của cụ Hồ ấy, thì cụ Hồ nói rất kỹ, rất rõ. Đương nhiên là phần lớn cái vấn đề đó cụ nói trong thời kỳ mà cái nền độc lập mới giành được, thời kỳ chế độ dân chủ cộng hòa, nó không chưa trải qua cái thời kỳ mà chúng tôi nói rằng là thời kỳ chiến tranh quyết liệt, và đồng thời nhất là những cái thay đổi trong cái đời sống xã hội và cả cái áp lực của bên ngoài nữa, thì rõ ràng là vấn đề đó, cái quá trình mà để ta gọi xóa bỏ cái bao cấp về mặt tư tưởng tinh thần, nó rất chậm so với cái nhu cầu thực tế. Mà thực ra cái nhu cầu chính thực chất, mà cái điều mà chúng ta vẫn nói ra như mục tiêu, mà kể cả nhà lãnh đạo cũng nói ra như mục tiêu, là quá trình dân chủ hóa. Có lẽ mục tiêu chả ai khác nhau, nhưng mà cái con đường dẫn đến mục tiêu như thế nào thì vấn đề không chỉ trước tốc độ, mà cái bước đi như thế nào. Và tôi nghĩ rằng nếu một cái nhà lãnh đạo sáng suốt ấy, thì anh chủ động vạch ra bước đi. Còn những người mà kém sáng suốt ấy, là phải để áp lực nó buộc anh phải đi. Đây là hai cái lựa chọn từ mức độ lãnh đạo. Đương nhiên các nhà lãnh đạo nào của chế độ chính trị nào cũng phải bảo đảm cái an toàn cho an toàn chính trị của chế độ, thậm chí của cái lợi ích cá nhân họ nữa. Thế nhưng mà dẫu sao nữa, ta phải thấy có một cái thực tiễn đang diễn ra như thế. Và thực tiễn đấy nó có lúc nó được mở rộng, nó được thúc đẩy, nhưng có lúc nó bị chùn lại. Tất cả cái đó là do cái tư duy, mà tôi nghĩ rằng đã đến lúc mà chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật. Cái tư duy ấy có thể bắt nguồn từ những cái chính kiến, có thể bắt nguồn bằng những hệ tư tưởng, thậm chí có thể bắt nguồn bằng những quan điểm tôn giáo, nhưng không thể bỏ qua quan điểm lợi ích được. Cái lợi ích nó rất cụ thể. Tôi với anh thôi cũng vậy thôi, ngồi với nhau ở đây cùng nhau bàn một chuyện, nhưng chắc tôi có lợi ích của tôi khi tôi ngồi đến ngồi với anh, và các anh cũng có lợi ích của anh, lợi ích nghề nghiệp cũng có, lợi ích tư tưởng cũng có, lợi ích chính trị cũng có. Thì tôi nghĩ rằng là chính cái vấn đề đó là vấn đề lâu nay ít được bàn đến, vẫn coi nó là một cái gì nó ở vòng mông chỗ khuất. Chứ tôi anh có chú ý gần đây có một cái thuật ngữ này thì không phải mới mẻ, nhưng nó gần như đã dần dần trở thành chính thống rồi, là lợi ích cục bộ hay lợi ích nhóm, là những cái thuật ngữ gần đây đưa vào những văn kiện chính thức, những phát biểu chính thống. Thì nó càng rõ ràng là chúng ta phân tích tất cả cái hiện tượng xã hội phải không bỏ qua cái yếu tố lợi ích của một nhà tuyên huấn, họ có lợi ích của họ, lợi ích của người làm báo có những lợi ích của họ, lợi ích của người đọc báo, người nghe, họ có lợi ích của họ. Và làm sao tổng hòa được những cái lợi ích này, tạo ra một cái vector nó phát triển. Còn đừng hy vọng tất cả đồng thuận đi lên, khi đó có chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi cùng thời kỳ chiến tranh nào đó thôi, khi con người bị kích động lên, con người bị huy động lên, và con người có thể nói thăng hoa trong một cái cuộc chiến. Chứ còn trong cuộc sống hòa bình thì rất tìm được con đường đồng thuận là không đơn giản. Nhân ông nói tới cái cụm từ là lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm,
Ông nghĩ sao về mặt thông tin đối với lại ở trong nước cho người dân, người ta hiểu rõ về vấn đề biển đảo? Đặc biệt đây là một trong những cái tài liệu rất quý, tập hợp những cái suy nghĩ, nhưng về phía chính quyền Việt Nam hình như họ cân nhắc cái vấn đề đưa ra thông tin rất nhiều về vấn đề này. Theo ông thì cái sự tính và là công khai và minh bạch đối với lại lợi ích của bên phía những nhà lãnh đạo đối với người dân, nó có khi nào nó mâu thuẫn hoặc là nó chưa giải tỏa một cách đầy đủ theo ý của những người dân mong muốn mà? Người dân thì cái lợi ích nó rất cụ thể. Có thể có một tầng lớp xã hội, ví dụ ta sẽ gọi chung là cái nhà trí thức ấy, có thể có một cách nhìn nó rộng lớn hơn, nó bao quát hơn. Và cao nhất là các nhà lãnh đạo chính trị, là những người nắm trong tay cái quyền lực. Ba cái khối ấy, theo tôi quan niệm tôi phân cái phân tầng ấy, nó có những cái dễ đồng thuận hoặc có sự khác biệt. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn trong tâm khảm người dân thường ấy, một dân tộc mà trải qua chiến tranh rất nhiều, họ rất mong ước một cái gì hòa bình, không muốn gây sự, không muốn đổ máu. Nhưng đồng thời họ lại bị kích thích bởi cái truyền thống. Mà cái truyền thống này là chính qua cái hệ thống giáo dục, hệ thống tư tưởng, hệ thống văn hóa, và kể cả những cái quan điểm của các nhà trí thức tác động vào. Còn các nhà trí thức có thể có rất, thì càng phức tạp, có rất nhiều cách nhìn khác nhau. Và tiếng nói của họ, tôi không nói đến lợi ích cá nhân thu vén cái gì cả, nhưng lợi ích quan điểm của nó rất là mạnh mẽ. Có thể là người ta cho thế này, tôi ví dụ như vấn đề này, vấn đề thái độ Trung Quốc như nào là vấn đề cực kỳ là quan trọng. Nó tồn tại hàng nghìn năm nay rồi. Vì dẫu sao là không thể bỏ qua cái yếu tố địa lý, Việt Nam là nước kề cận với Trung Quốc về mặt lãnh thổ. Và trong lịch sử đã có lúc, chúng ta đừng bao giờ quên đến 1.000 năm ta gọi là Bắc thuộc hoặc là chống Bắc thuộc. Đấy, nó tồn tại đấy. Từ vấn đề nhân chủng đến vấn đề văn hóa, vấn đề tâm lý, vấn đề dân cư, ông cha ta đã có những cái giải pháp. Có thể giải pháp kéo dài suốt cái thời kỳ đầu là gì? Là chỉ có đánh thôi. Hai Bà Trưng hay chí khí của Bà Triệu ta biết rồi. Nhưng đến ông Lý Công Uẩn thì cũng khác. Cái mà người ta đánh giá cao Lý Công Uẩn là gì? Là ông nhận ra một vấn đề rất quan trọng là Trung Quốc là ai? Trung Quốc là một cái thế lực, một cái đế quốc lớn, một thế lực có sức bành trướng rất mạnh, có ý đồ bành trướng rất mạnh, mà 1.000 năm Bắc thuộc đã làm một cái trải nghiệm rồi. Nhưng Trung Quốc làm nền văn minh, cho nên cách ứng xử với khác. Anh đọc lại cái chiếu giải đô Lý Công Uẩn xem. Tôi cũng đọc trên một tờ báo của hải ngoại cũng phân tích điều này. Là nếu mà nhìn bên ngoài của nó thì ông Lý Công Uẩn lại có vẻ như thế nào là ta tạm gọi là không phải là người có tinh thần dân tộc cao. Khi ông phê phán nhà Đinh, nhà Lê là không chịu theo nhà Chu, nhà Thương. Rồi tất cả những cái lời lẽ ca ngợi nhất mà sau này ta gán cho Thăng Long ấy, thực ra ông đó nói về cái vị trí của thành Đại La, trung tâm Nam Bắc Đông Tây, rồi giữa núi tựa núi nhìn sông gì đó. Thế nhưng mà quan trọng đó là vì thế ta ứng xử với Trung Hoa phải là gì? Biết nó là nền văn minh, ta phải biết học cái giọng thay của nó, biến thành của mình. Nhưng cái mục tiêu cuối cùng là gì? Là bảo vệ cái chủ quyền. Bảo vệ chủ quyền bằng cách đó, chứ không chỉ cách duy nhất là rút thanh gươm ra chiến đấu như các bậc tiền nhân của mình. Tôi cũng nói một cách, đây quan niệm cá nhân tôi, khi ông Cao Biển chọn đất này thì gọi là đất Đỗ Long. Đỗ Long là cái rốn rồng. Thế ông biết ra đây là một trong những cái huyệt địa của người Việt, và người ta đặt cái trị sở đấy giống như là ta đóng một cái cùm, xây một cái nhà tù rốt nó lại. Thì vậy thì không lẽ gì ta lại đi nơi khác, ta về đúng nơi đây để ta giải phóng con rồng ra. Cái chữ Thăng Long hình như là cái ý nghĩa ấy, chứ không phải chỉ là cái ý nghĩa có nhất là văn chương như chúng ta hay nói tới. Tôi cho cái điều đó là cái rất rất quan trọng. Vì thế chính nhà Lý là người đương Khổng Tử về là Văn Miễu. Nhà Lý là người tổ chức những cuộc thi để tuyển chọn nhân tài bằng cái chữ, và hay nói khác là chính thống hóa cái chữ Hán đó. Nhưng mà chính từ nhà Lý cho đến suốt đến thời sau này, chúng ta đã thấy là chúng ta giữ được một cái nền tự chủ lâu bền trừ 20 năm của nhà Minh thế kỷ thứ 15 thôi. Cho nên tôi cho đây là một cái ứng xử, cũng như bây giờ chúng ta phải thấy là
các cụ người xưa coi cái hòa hiếu là quan trọng, cộng tất cả thời gian chiến tranh lại với Trung Quốc, thực ra nó gắn, nó quyết gắn, nhưng mà nó đạt được mục tiêu là tự chủ về chính trị. Nhưng mà còn tất cả hòa hiếu, có ông vua nào mà không nhận sắc phong, kể cả ông đế quốc Trung, cho dù không không thèm sang nữa. Đấy là hình thức, cho nên gọi là thần phục giả để mà tự chủ thật. Tôi nói điều này không phải là nói cái đó là cái cho đến bây giờ thời đại giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Ta không coi đấy là cái khuôn mẫu, nhưng ta coi đấy là một sự khôn ngoan ở một cái thời kỳ đại mà ông cha ta đã đúc kết được. Còn đến bây giờ đương nhiên ta phải tư duy theo cái lợi ích của ngày hôm nay trong cái mối tương quan ngày nay, vì chúng ta không chỉ sống trong một thế giới Trung Hoa, một cái Espasinoa nữa, mà chúng ta đã thống với cả thế giới rồi. Dạ, xin đưa về cái quan tâm của chúng tôi là cái số lượng thông tin vì đưa ra ít hay là chưa đầy đủ khiến cho cái vấn đề biển đảo nhìn với vấn đề khác nhau. Bởi đơn giản thôi, vì đây nhà nước cho đây là việc rất là quan trọng. Nhưng thường ở các nước quan trọng thì có thể họ mang ra cho toàn dân bàn, như là ở rất nhiều nước có cái truyền thống là trưng cầu dân ý. Nhưng cũng có một lối tư duy là gì? Là quan trọng cho nên phải chỉ những cái người quan trọng nhất như bàn để quyết định cả. Tôi đấy chính là sự bao cấp. Cái điều đó có thì là rất cần thiết, kể cả những yếu tố phải bảo vệ bí mật, bảo vệ những cái kể cả những ngón nghề trong cái ngoại giao, vì đây là một đấu trí. Thì cho nên, nhưng mà dẫu sao chăng nữa, cái đó nó tồn tại quá lâu rồi, và rất nhiều cái yếu tố nó không được để cho mọi người tham gia, ít nhất là cái sự một cơ chế. Nếu không được cái toàn dân tham gia kiểu như là cái trưng cầu dân ý, mà trưng cầu dân ý nói là những việc lớn, nhưng nó cũng là những việc nó tương đối gần với đời sống, chứ còn những việc mà nó đòi hỏi một cái sự khôn ngoan, một cái sự như tác chiến ý, thì nó phải đòi hỏi có những cái tinh hoa. Chỉ đáng tiếc là cái tinh hoa ấy bây giờ mới dồn lại trong mấy nhà lãnh đạo của Đảng thôi, mà nó chưa mở rộng cái tinh hoa rộng rãi hơn trong tầng lớp trí thức, trong các tầng lớp xã hội ưu tú. Xã hội nào có những người ưu tú, làm sao phát hiện ra được, làm sao tập hợp cho được, và làm sao có thể khai thác được. Đấy là cái đòi hỏi đối với nhà nước nếu muốn phát triển. Một dạo ở Việt Nam đó thì chúng tôi nhận thấy là nó rộ lên rất nhiều cái cuộc biểu tình ở ngoài Bắc cũng như ở trong Nam liên quan tới cái vấn đề phản đối Trung Quốc ở các đại sứ quán Trung Quốc. Nhìn về cái vấn đề này thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Có người thì cho rằng là cái đó là một cái sự lạm dụng dân chủ, có thể dẫn tới mất trật tự trong xã hội. Hoặc là một cái ý kiến khác theo cụ thể là ông đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã từng trả lời phỏng vấn báo chí tờ Việt Weekly một lần là nếu mà biểu tình mà giải quyết được vấn đề Trung Quốc thì chính ông cũng đi. Ngược lại cũng có cái ý kiến cho rằng là phải có những người dân biểu tình như vậy thì mới đem tới cái sự quan tâm của nhà nước. Thì theo ông nhìn về cái vấn đề các người biểu tình, các đặc biệt là các lớp trẻ họ biểu tình cái đó như thế nào, và cũng có thể cho ý kiến của ông về cái sự phản ứng của chính quyền Việt Nam về các biểu tình vừa qua như vậy thì ý kiến ông như thế nào?